kính chào tất cả mọi người. Thì bây giờ Như đang có mặt ở vườn sinh thái xanh cánh đồng quê ở tại tỉnh Bạc Liêu của Như luôn. Và ngày hôm nay thì nhân dịp sinh nhật thì bữa nay cả đàn nhân viên nhà Như, cả đàn em thân yêu sẽ bắt đầu quậy một trận hoành tráng lê ở tại đây. Mọi người ơi, Như ấn nút like, share vào luôn, bật vô cái nút thông báo để luôn nhận được video mới nhất nha. Bây giờ mình đi vô thôi. Xin chào mọi người, hôm nay là sinh nhật của mình. Đây, đang chuẩn bị đồ ăn thức uống để nấu nướng. Cái này là làm gì vậy? Cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm nha mọi người. Này là làm gì? Nước sốt cánh gà hả? Ê, còn người này làm gì đây người ơi? Đây, mỗi người một món nha. Ờ, còn đây là con gái em. À, không biết nấu nướng, không biết nội trợ cho nên là chỉ có là gọt trái cây thôi nghe. À, lặt hành chuẩn bị tươm tất. À, nhưng mà có một sự thật hơi đau lòng một xíu. Trời ơi, đen thui thùi lùi luôn nha. Trời ơi, bão táp và mưa xa đó. Sinh nhật mà mưa. Có Phanh Nhí lại tặng quà nè mọi người. Trời ơi, bão táp mưa xa luôn. Bão táp mưa xa luôn. Đó, sinh nhật gì tầm này. Trời ơi, trời. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi. Ở biệt thự mà nước tràn nè. Trời ơi, là trời. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, chán quá, trời chán nè, trời ơi. Từ từ, từ từ, từ. Ôi, anh nào, ôi, anh Thiện đâu, anh Thiện đâu. Bỏ nó đi con. Coi chừng điện, tắt điện hết đi. Nè đó, sinh nhật ca. Sinh nhật ca. Sổ số à. Trời ơi. Sổ số mùa sinh nhật luôn. Quý vị ơi. Đó. Nè. Đó. Đó. Đó nè quý vị ơi. Đó. Nước lũ dâng cao. Hồi xưa mà cái cảnh mà ba má mà ở nhà dột cột siêu mà kiểu mưa mà không ngủ được, sợ nhà dột đó. Đây em Y Chang. Mặc dù em ở là cũng nhà nó cũng hơi bự nha. Đó. Mà nói chảnh chó hơn chốt lỡ biệt thự đó. Ừ. Mỗi lần mưa làng chồng em nó đâu ngủ được. Nó đi từ lầu 1 lên tới lầu 4, đi 80 quận kiểm tra thử coi nó có dột, nó có ọc nước chỗ nào không. Hên là bữa nay nó ọc ban ngày, ọc buổi tối xong sáng thức dậy tưởng đang ngoài biển. Nó di dời ra biển đó, nè, đó, nè, đó. Khổ đời chưa? Chán. Chán hơn cái chữ chán. Người đàn bà quá đá trong cầu tiêu. Sao? Vậy đó hả? Rồi tưởng bơi xuồng nha. Nó tưởng nó đang bơi xuồng quý vị. Nó tưởng nó đang bơi xuồng, nó đang bơi giữa một con sông. Hello mọi người, nhà không có gì ngoài bánh kem. Hôm nay là sinh nhật của Như nè mọi người ơi. Bây giờ Như sẽ khui từng cái bánh kem ra nha mọi người. À, bây giờ mình sẽ khui cái bánh kem bự nhất nha. Rồi, ok con. Rồi, đây để từ từ đi ra để mẹ khui. Wow, siêu bự luôn. Rồi bây giờ mình, người ta nói là con nhà có điều kiện, nhà không gì ngoài điều kiện, còn tôi nhà không gì ngoài bánh kem nha mọi người. Rồi đây. Tên tên. Thanh Tiến mừng sinh nhật Quách Như. À, cái này là của bạn giám đốc của Như nè. À, để đây nha. Đây là bó hoa sáp. À, của một người chị tặng cho Như. Còn đây là quà của mấy bạn nhỏ lúc nãy tặng cho Như nè mọi người. À, dễ thương. Mình sẽ để đây. Rồi. Còn đây là của tổng phân phối Trần Phương Thảo tặng cho Như. Quá trời bông luôn. Thích quá. Rồi. Còn đây là của một người anh. Rồi để đây luôn. Wow. Này là của bên vận tải. Quá trời mọi người. Thái đồ, thái đồ.
Thay đồ đi, nam nữ thay đồ đi. Đây. À, đứng bộ, đứng bộ. Rồi. À nè, để tao đọc tên, để tao đọc tên. Đúng rồi. Thanh. Thương. Nàng. Ủa nàng. Nguyên. Nguyên. Nguyên ơi. Mỹ. Kho. À Mỹ Kho hả? Tiền. À quên. Moments later. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ Như đang có mặt ở vườn sinh thái xanh cánh đồng quê ở tại tỉnh Bạc Liêu của Như luôn. Và ngày hôm nay thì nhân dịp sinh nhật thì bữa nay cả đàn nhân viên nhà Như, cả đàn em thân yêu sẽ bắt đầu quậy một trận hoành tráng lê ở tại đây. Mọi người ơi, Như ấn nút like, share vào luôn, bật vô cái nút thông báo để luôn nhận được video mới nhất nha. Bây giờ mình đi vô thôi. Yeah. Đó, trời ơi, không gian hơi bị đẹp luôn nha mọi người. Đó, đây. Ôi cái cây mà để trên xuồng đồ xinh nhờ. Đó, bán nước nữa nè. Nước mình có thể kêu ở ngoài đúng không chị? Ủa nhớ nãy có phát nón lá mà, cho xin cái nón lá đi. Có không, cho xin cho nhân viên luôn. Đó, ở đây là được phát nón lá cho check-in nữa nha. Sướng nha, sướng nha. Đây, đây là khu sinh thái nằm ở Bạc Liêu nha mọi người nha. Không gian rất là đẹp. Nó hơi lụng xíu, mọi người đi nhớ chen vậy nè đó. Đây, đi đường này nha mọi người. Đó. Mấy đứa đi đây mấy đứa ơi. Ai có về Bạc Liêu hãy ghé đây chơi nha mọi người. Một khu du lịch hoàn toàn là cây nhà lá vườn. Đó, có công nữa kìa. Kìa. Đó. Trời ơi. Nè, có chanh dây nữa nè mọi người. Trái này trái gì vậy? Trái này trái gì? Đẹp quá. Chụp cho chế tấm hình. Ba phát chụp cho mở tấm. Cái gì vậy? Cá ăn hả? Ừ, cái gì vậy? Trời. Ủa, nó ghẻ trời sao ta? Nó ghẻ nhộp lắm á. Không phải, mình lượm xuống nguyên một con nó ghẻ. Trời mẹ lại cái cá nó nghỉ ăn luôn kìa. Nó nghỉ chơi chế luôn. Chờ thú. Cá nó yên tĩnh luôn đéo ăn. Dạ, nó đi luôn kìa. Kìa. Tao có làm gì đâu. Bà cô đây. Khoan đừng nha, không chơi show à. Đây, đi vô đó. Đây là một cái khu nuôi cá coi để rỉa chân mà em cũng biết sao mà cái chân em để xuống cái nó tặng. Trời ơi. Không gian rất đẹp nha. Chỉ điểm nhiều mà chưa dính con nào đó. Tăng 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 mấy nó kìa. Dính rồi. Ê, Bảo con hụt xuống lại con dở lên đặng cho nó quay xuống. Rồi, cái mặt dính sao đâu. Wow. Đúng rồi, trời ơi. Wow. Đây là
cá tụi em đã bắt được nha quý vị. A few moments later. Đây là những cái món ăn mà nhà mình đã tự nấu và đem lại khu sinh thái nha mọi người. Ở đây á, mình chỉ cần mình không ăn đồ ăn ở khu sinh thái á, thì mình sẽ tính cái chỗ muốn này là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Ngày lễ thì sẽ là 2 triệu đó. Lẩu chanh dây nè, ấy lộn, lẩu mẻ nè đó, cá tầm, cá chình nha mọi người, mì xào và cánh gà. Chúc Bớt và Như ra tuổi mới 24 phải không? Nhiều thành công, nhiều sức khỏe và cái kênh YouTube sẽ đạt nhiều lượt theo dõi và đã bật, nghe nói là đã có bật cái gì kiếm tiền rồi phải không? Cho nên là sẽ nhiều tiền nghe. Rồi. Đây cũng giám đốc nha mọi người. Em chúc Chế là tuổi mới là nói chung là mọi thứ đều tốt đẹp, an nhiên, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Yeah. Mấy đứa có chúc Chế gì không mấy đứa? Cái khúc này là con chim bay qua. Sao lo ăn không quá trời cái miệng đứa nào này. Chúc gì? Hệ kìa. Trời, tặng 2 bộ đồ bộ đó trời. Dễ thương lắm đó, tâm lý ghê chưa. Chúc Chế gì thầy? Năm mới cha, gì năm mới. Gì năm mới trời. Em chúc Chế tuổi mới thành công hơn. Không, không, cái nhật chưa. Bê đê dữ vậy. Quá bê đê luôn. Em chúc Chế. Em ơn coi. Dạ năm sau chúc như chú gái. Rồi là có gì nữa, có chút gì nữa không? Em chúc Chế sẽ đi dạy cái nhà máy. Chúc Chế kiếm thêm mới người nữa. Tầm là 8 ngày mù đêm nó mới chúc được tôi đó. Rồi, chúc em là sớm được bà và vợ việc cho vợ lên ở chung nha. Tội nghiệp lắm. Có con vợ mà bà và vợ sợ vợ có bầu với nó, bất chính với nó, không dám vô đâu lên ở chung với nó.